Diệu Nhi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Ré Sóng Bản Việt, Dân Tình Hóng Những Trận Cười Bánh Nóc. Diệu Nhi mới đây xác nhận sẽ tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Ré Sóng Bản Việt. Từ trước tới nay, khả năng hát hay nhảy không được xem là thế mạnh của Diệu Nhi. Bà xã Anh Tú được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến bởi sự hài hước trên sân khấu lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, sự xuất hiện của Diệu Nhi trong Chị Đẹp Đạp Gió Ré Sóng đang khiến khán giả tò mò và ngóng chờ. Liệu Diệu Nhi có khiến người xem có những trận cười non nên như cô từng làm được trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2020 mà cô từng tham gia? Xin chào các đồng chí! Xin chào các đồng chí! Tôi tên... Ôi! Chị quên tên chị luôn. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Xin lỗi. Các đồng chí nghiêm túc, không cười đùa. Xin lỗi đồng chí, tôi có thể bước lên một bước để không nhìn mặt hai bạn bên đây được không ạ? À? Không được, đồng chí đứng nguyên vị trí. Đồng chí đứng bên cạnh nghiêm túc. Đồng chí đứng giữa. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi, sinh ngày 21 tháng 5 1991 ở nhà bè. Làm diễn viên. Xin hết. Đồng chí giới thiệu vẫn chưa được. Dạ thưa đồng chí thủ trưởng, khi lần đầu tiên bước chân vào đây, tôi thấy rất thích, mặc dù rất sợ và hồi hộp. Thấy dạ hết. Tôi thì cảm thấy là không có xấu hổ gì hết, bởi vì nếu như tôi cùng với các đồng chí đó vô cùng một lúc thì chưa chắc ai thắng ai. Đồng chí chiến sĩ của đơn vị, nếu mà nhập ngũ cùng Diệu Nhi, đồng chí có chạy thắng được Diệu Nhi hay không? Tôi không coi Diệu Nhi nào. Đạp chân. Rồi đá vô cái quỷ chân á. Ao. Giữ tóc.